Rồi, Hà Nội là một big city, nhưng nó nhỏ hơn Hồ Chí Minh City. Nhưng nha, tôi mà không dịch đúng chị làm được. Người Gia Pàn Ni ăn rất nhiều fish thay vì ăn thịt. Didn't go. Vì thế. Vì thế. So. Why go? You didn't go. Why go? Sẽ. À. Quá khứ mà. Câu 14 là A. Câu 14. A. Ăn nhiều, nghỉ ngơi nhiều hơn. More, ok. What do your father often do? Free time chọn gì? In. Tiếp theo, have a you. À, thì hiện tại hoàn thành chưa học là mấy chị học rồi nè. Động từ cột 3, boat. Rồi, did he? Did he? Did he go? Go Go Dự Nguyên. Go Dự Nguyên rồi. Đúng rồi, thằng cha kia còn go answer, giỏi thật. He nhưng mà có chợ động từ did rồi con. Rồi, nào. Đi từ đây, quá khứ. Đâu liên quan thì đâu, cái này liên quan đến từ vựng. Năm, ngày hôm qua năm busy. What? Anh ta so. Phải hoàn thành báo cáo. Phải. Chọn cái gì? So. Và anh ta phải hoàn thành. So. Con bị điên à? Hả? Vì vậy, vì thế. No, vì sao? Dịch như vậy mà không làm được thì đi về mà chăn bò đi. Đúng, vì sao hiểu không? À, ngày hôm qua Nam bận bởi vì anh ta phải hoàn thành cái này, hoàn thành cái kia thấy chưa? Bị cao. Năm ngoái kìa. Năm ngoái thứ rồi. A, à, câu A. Rồi, A. Tiếp theo. Donut 400 củ. Tiếp theo, hiện tại hoàn thành này. Chưa học này. Dấu hiệu là sofa này. Hết rồi đó. Tiếp theo. Rồi. Quyên góp quỹ nào cho người có nhu cầu nào. Raising đâu? Quyên góp quỹ là raising money. Tiếp theo. Tiếp theo. Nam. Enjoy. Nam. Chấm 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 ăn đồ ăn nhanh bởi vì nó không tốt cho sức khỏe. Thích hết lớp. Nam ghi, ai lộn nam ghi. Ừ, ừ nam ghét chứ, hai thằng cha kia không biết gì cả. Câu 24, 24. Nó không tốt cho sức khỏe mà còn thích nữa, không bị điên. Rồi. Nếu bạn muốn sống lâu trăm tuổi thì bạn không nên ăn nhiều thịt đỏ quá. Phút lần. Có thịt đỏ không được không? Nhưng mà nó không tốt cho sức khỏe nghe chứ, ăn nhiều quá không tốt đâu. Tôi gì? Tôi bây giờ có hai từ, một là thing, hai là file thôi. Và chú ý ở đây interesting thì con xài file. Nếu mà có to be ở đây con xài thing. Rồi. Đừng có đọc sách trên giường. Hoặc là bạn sẽ bị hại mắt đó. Hoặc là Nam muốn giảm cân. Anh ta bắt đầu chạy bộ vào chủ nhật tuần trước. Nam muốn giảm cân chấm 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 vì thế hai đứa kia bợm quá. Play in. Đằng sau enjoy play in. Tiếp. 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 Không phải. À, cô B, cô B, cô. Đúng, Mozart là một nhà soạn nhạc. Như thằng cha bo nó đặt chọn câu D. Em chọn câu B mà cô. Câu 30 nào. Ủa sao cô? Hai con đu gì cô? Làm. Đu đu. Đu nha. Ủa cô hai cái đu gì cô? Cái này kia là đờ. Giấy, giấy và hồ dán. Ờ, à, giấy và hồ dán nó làm cái này thì make. Rồi, cái này. What? Bạn cảm à, bạn thấy rằng cái làm gốm nó như thế nào á? Như thế nào á? Ủa? Tiếp theo. Jenny. À, Jenny đã làm được hai quả Excel rồi. Và anh ta sẽ tiếp tục cái thứ ba. Đã làm được là hiện tại hoàn thành đấy và tiếp tục một cái hành động trong tương lai. Bố của tôi hay ghét cái gì? Ghét uống rượu bia. Ghét uống cà phê, anh ta thích trà hơn. Con trai ngồi xuống trai nhìn dữ luôn. Ờ, nó không phải con trai rồi. Chắc nó là con gái rồi. Rồi, tôi bị sốt rồi. Tôi bị sốt rồi. Và vì thế tôi hả? Như thế. Thằng cha kia chọn câu D là sai rồi nha. Rồi, từ nào mà nhấn âm khác từ còn lại. Con lần tia là nhấn âm 3, các bạn cứ nhớ tia là nhấn âm 3 nha. Mấy kia âm 1 nha. Beethoven đã soạn rất nhiều bài hát. Ông này cũng chết rồi.
không thể C được, nếu mà C là ông này còn sống thì mới xài C, còn ông này ông chết từ 7 đời rồi là sẽ thay quá khứ đơn. Quá khứ đơn, quá khứ đơn thêm in á hả? Quá khứ đơn thêm in. Tôi rất là căng thẳng à, vì tôi đang tăng cân. Thằng Tony nó khuyên sao? Khuyên sao? Sửa bỏ. Anh Hà khuyên sao? Ăn ít thôi. Ăn ít đồ ăn vặt lại. Jack dành hầu hết thời gian để mà nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Nhìn chằm chằm vào cái. Vì thế anh ta bị cận thị. Vì thế. So. Rồi. Đằng sau lớp. Go. Đúng rồi, đi cưỡi ngựa phải sạch gâu thôi. Go. Play. Rồi. Cô ta cảm thấy ngứa. À, cô ta cảm thấy itchy và mũi thì sổ mũi. Đầu chít. Tối về có đá bóng không? Không. Ủa tối nay đá không? Giải ba. Giải ba. Jennifer nói rằng cô ta thích sưu tập búp bê nhưng cô ta sẽ không sưu tập trong tương lai nữa nè. Mà lúc này B. Interesting gì? Interesting. À, it's interesting cộng với một chung infinity. Chung infinity. B. Đằng sau enjoy. Giữ nguyên. Giữ nguyên hả? Riding. Bờ. Đằng sau enjoy mà sao biết gì hết. Bị kho. Sao bị kho được, có bị điên không? Có dịch ra chưa? Chạy bệnh cho bạn. B. Tôi thích nấu ăn. Sao mai cũng phải bớt mai cũng bị câu. Vì thế à, nhưng chị gái tôi không biết nấu ăn. Tôi thích nấu ăn nhưng chị gái tôi không. Sâu. Sâu là nhưng á hả? Bớt. Sâu là nhưng à? Ngồi đằng quá cái ghế. Thằng sợ tiêu vịt này nữa. Bớt. Ngồi thì mập như con heo á mà ngồi đung đưa cái ghế như vậy. Ủa, con nó nghe à? Con nói ghế là sao bớt đứa mấy đứa nhỏ đâu có ngồi. Ơi, công kim ghế. Em hiểu rồi cô. Eo vậy đó. Ồ, eo tăng lên học phí. Chết. Ngủ vấy ghê. Mập kể 80kg. Con xê. Thấy cô. Rồi. Cười, tốt cho sức khỏe, tốt cho là good for. Đúng. Rồi, tự làm tiếp đi sang hai chị đây.